Quý vị thân mến, đại diện cho hai đội đó là Lâm Vĩ Lầy, Lâm Vĩ Lầy và Harry Won. Đạt tâm sự mà, đêm nào ngủ đang ngủ dậy nó cũng vậy đó. Vậy hả? Không phải là của người đó rồi. Là con người. Đó, thấy là con người. Đó, thấy chưa? Sói. Sói. Bây giờ vậy. Vì Dạ là đội chủ nhà và Harry Won cũng là đội chủ nhà, Dạ đang bằng mọi giá để giúp sức cho Chris Phan. Yes. Harry Won đang bằng mọi giá giúp sức cho Nam Thư. Dạ. Vì có điểm là cuối chương trình mình bốc thăm trúng thưởng. Dạ. Ủa đây. Vậy em với chị đi đâu là đâu được gì? Có, mình được niềm tin yêu của khán giả hâm mộ. Thôi, chỉ xài một chân duy nhất. Chị đi, chị ăn vàng, chị chơi hàng. Một chân thôi. Cái chân không mang bao chân mà giơ lên là phạm luật nha. Sắp hết rồi kìa, bên kia ăn sắp hết rồi kìa. Hay quá, hay quá. Chân dài, Harry chân dài lợi thế. Cái thời người ta. Quá dữ, đúng là heo. Tội quá à, thấy hồn quá à. Đạp, đạp. Đạp gì vậy? Đạp, đạp. Đạp gì vậy? Dạ, nhìn ngoại quá hả? Như vậy là ở lượt này, chiến thắng thuộc về Harry Won. Bây giờ, cả hai bạn sẽ cùng đấu với lại Lâm Vĩ Dạ và Chris Phan. Xin mời. Thưa quý vị, mọi thứ đã sẵn sàng. Sự phối hợp này có mang lại thành công hay không? Chúng ta cùng chờ đón. Cuộc chiến bắt đầu. Người này phải làm sao người kia ăn được cái miếng mà cái chân mình đang giữ nha mọi người. Làm trước đi, chị ăn trước đi, chị ăn trước đi. Nhìn lớp hơi kẹt. Chị mỏi quá không ấy, em ăn đi cho
mượn đỡ cái già. Vâng, chị già đang dùng chân đút cho Chris ăn. Chưa thấy. Oh, Chris xong rồi. Chưa xong, vẫn còn miếng. Dạ. Nam Thư đang tập yoga. Xuống cái núi gì vậy? Nhanh lên nào, dạ đi ơi. Bên kia sắp thắng rồi. Kết thúc phần thắng thuộc về đội Lâm Tử Dạ và Chris Phan. Ủa sao ăn lẹ quá vậy? Em nuốt luôn cái cây mà. Bây giờ là cặp đấu của Lâm Vĩ Dạ, Rít Phan và Mà Văn Khoa, Trương Mỹ Nhân. Xin mời. Nghỉ ngơi đi. Anh canh cái mồm gì ra đó. Nghỉ ngơi đi. Đó, đi đâu từ từ, thấp thấp. Rồi ăn đi. Xuống xé anh ơi. Từ từ, sao biết con Khoa bự như vậy? Cái này mà giả bộ chứ anh Chí Tài chơi sao được ta? Bị đứt dây chằng á. Dân lẹ chứ mỏi quá. Quá, miếng cắp mồi. Bên kia sắp ăn hết rồi kìa. Tư thế ăn thơm, vừa ăn thơm vừa tập yoga. Thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy nghệ sĩ với những khẩu vị khác nhau. Người thì size M, người size S, riêng Trương Mỹ Nhân size L. Rồi, ba em ăn xong rồi, nhìn nhìn đi. Thưa quý vị, như vậy là kết thúc. Đội Lâm Vĩ Dạ tiếp tục thắng. Quý vị thấy không? Đâu phải chân dài là ngon đâu. Có đôi lúc chân dài bất tiện lắm. Bị đưa ra là dính ngay cái mặt. Né là bên kia đẩy lên đâu có được. Công nhận. Nói chị đi em. Biên tập. Nói chị đi. Biên tập ghét em hay sao? Cắt cho miếng tôm to quá nè. To à? Ông ăn hết cái cùi luôn. Chúng ta đến với cặp tiếp theo, thưa quý vị. Thưa quý vị, bây giờ là cặp đấu Mạnh Khoa, Trương Mỹ Nhân, Nam Thư và Harry. Không hiểu làm sao mà cứ mỗi lần tới Mạnh Khoa là tới theo nó bự chà bá. Em nói thật ra, nó to bắt nhất đầu, đây. Bắt đầu. Hai. Khoa nha, không dùng tiểu xảo cho Khoa nha. Ôi gì hai ghi bắt cạm cái hết nửa trái rồi. Ủa?
vẫn còn. Cảm ơn sao? Rồi, xong, xong rồi, gọi đất nữa. Đáng lẽ là đội của Trương Mỹ Nhân và Mạc Văn Khoa thắng rồi, nhưng mà lúc mà Khoa đang đẻ cái chân dày thì biết Trương Mỹ Nhân làm cái chân sao mà tự nhiên Khoa không ai được nữa. Đội chiến thắng là đội Nam Thư và Hà Ly. Bây giờ là lượt đấu đơn Quyết Phan và Mạc Văn Khoa. Thưa quý vị, hai người đàn ông lịch lãm nhất chương trình ngày hôm nay sẽ đấu như thế nào đây? Mấy đứa từ từ. Chưa mà. Thầy bán thên mà. Dạ. Ở ngoài còn 15 trái. Ăn đi. Khổ rồi anh ơi. Biết rớt luôn rồi. Lập lên dạ. Vậy thôi nhìn anh ăn đi cho xong. Em không ăn được do em tha được. Chúc mừng mẹ. Chúc mừng mẹ. Chúc mừng mẹ. Do em nha. Quý vị thân mến, chiến thắng thuộc về Mạc Văn Khoa. Cái hơi thì em hơi sạn nha. Sạn là do dạ lụm dưới đất lên á. Chết rồi. Bây giờ là màn đấu của Trương Mỹ Nhân và Nam Thư. Thưa quý vị thân mến, lượt đấu này chúng ta chờ xem chân dài thắng hay là không. Xin mời. Gặp em chỉ đã thấy ngẩn ngơ, sau đó tự nhiên muốn trở thành phi cơ. Trời ơi, cho chị hôn cái nào. Chúng tôi đề nghị không được quấy rối người chơi. Đi ra cho khách. Được không cưng? Con bé này hộp quá. Trời ơi, con bé này hộp quá. Trời ơi.
Thưa quý vị, như vậy là kết thúc. Kết thúc. Hiện tại là Chu Quý Nhân không còn sức đan nữa, đã quá mệt mỏi rồi. Nam Thư chiến thắng, xin chúc mừng. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin thông báo số điểm. Đội Nam Thư và Harry Won là được 3 điểm. Đội Chris Phan và Lâm Dạ được 2 điểm. Và đội Trương Mỹ Nhân được 1 điểm. Nhưng chúng tôi đã họp bàn với ban tổ chức. Trong quá trình chơi, Lâm Vy Dạ là người gây rối. Lâm Vy Dạ là người gây rối, làm mất đoàn kết từ em nghệ sĩ. Trừ Chris Phan 1 điểm. Trừ Chris Phan 1 điểm. Và 1 điểm đó bị trừ đi sẽ chuyển qua cho một đội mà chơi không ăn gian, thật đúng thà mày, chịu thương chịu khó. Cái miếng nó rớt xuống đất rồi còn ăn. Đúng rồi. Chuyển qua cho đội Trương Mỹ Nhân, Rick Phan, người hại em đó chính là đồng đội của em. Bởi ngay từ đầu rồi. Sao vậy? Cái gì? Có hại ai đâu. Chúng tôi xin thông báo Rick Phan chỉ còn 1 điểm do Lâm Vy Dạ chia rẽ tình đoàn kép anh chị em nghệ sĩ. Đội Trương Mỹ Nhân sẽ nhận 1 điểm, đó là 2 điểm. Đội Nam Thư 3 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Yeah. Vậy là rít được có 1 điểm. Rít được cột, rít còn 1 điểm mà em thích hả? Thưa quý vị, như vậy là Lâm Vy Dạ không hài lòng với số điểm 1. Chúng tôi trừ luôn, không còn điểm nào. Thưa quý vị, trước khi đến phần thi